Thiên Hoàng xin chào tất cả các bạn nghe đọc truyện của Thiên Hoàng K. Hôm nay Thiên Hoàng lại trở lại với lại tác giả Phan Văn Phúc. Anh có gửi cho Thiên Hoàng một bài viết có tựa đề là Hành quân Lam Sơn 719 hạ Lào, phi cơ trực thăng và thương binh. Vùng 1 chiến thuật, tuyến đầu lửa đạn. Nơi đây đã xảy ra nhiều trận chiến khốc liệt, biết bao thương binh tử sĩ đã để lại trên chiến trường. Các phi đoàn trực thăng không quân chúng tôi luôn sát cánh cùng đơn vị bạn trong mọi cuộc hành quân. Ngoài việc đổ quân, tiếp tế, nhiệm vụ tải thương rất cần thiết và quan trọng nhất, chúng tôi là thành phần yểm trợ hậu cứ vững mạch, góp phần chiến đấu đầy gian nguy cùng quân bạn trên các trận địa nơi vùng hỏa tuyến. Trong cuộc hành quân Lam Sơn 719 vào khu vực phía nam, nước Hạ Lào, chúng tôi bị phòng không pháo kích của địch liên tục. Mỗi ngày bay vào khu vực hành quân, chúng tôi phải bay thật thấp theo dòng suối để tránh đạn phòng không. Nhiều căn cứ quân đội Việt Nam Cộng Hòa đóng trên các ngọn đồi là những mục tiêu bị pháo kích thường xuyên, nhất là lúc trực thăng của chúng tôi vào đáp. Nhiều lần khi chúng tôi bay vào vùng chuẩn bị đáp, địch pháo kích dồn dập không cho đáp. Để tiếp tế thực phẩm, nước uống và đạn dược, làm chúng tôi phải bay về để tránh tổn thất. Ngay cả những lúc đáp đổ xăng cũng bị pháo, cũng vì hỏa lực phòng không. Pháo binh của địch rất mạnh, nên nhiều phi vụ phải hủy bỏ. Trong những phi vụ tản thương, di tản xác chết quân nhân Việt Nam Cộng Hòa để trả về cho gia đình người tử sĩ. Đến khi địch bớt tiếng đạn pháo kích, trực thăng bay vào bốc, nhiều xác chết đã thối rữa, làm các phi công cùng phi hành đoàn khổ sở trên đường bay về. Đôi khi phải thò đầu ra cửa phi cơ để khỏi bị nôn mửa vì mùi hôi. Máu thịt xác chết đã rửa, văng tung tóe bên trong phi cơ. Phi cơ hành quân, chúng tôi đã tháo cửa bên hông phi cơ cho thuận lợi, để gắn thêm khẩu đại liên M60. Trong một phi vụ tản thương trên đường bay về lúc trời đã sập tối, tôi bỗng nghe anh xạ thủ đại liên ngồi dưới thùng trực thăng H-34 là chí chóe. Tưởng anh ta bị thương, chúng tôi nhìn xuống sàn tàu. Trong ánh sáng lờ mờ, trông thấy anh ta vừa la hét vừa chĩa súng vào một xác chết đang ngồi dậy, quơ tay quơ chân loạn xạ. Có lẽ vì lên cao không khí lạnh, làm anh ta tỉnh, sống lại. Có lẽ trận Quảng Trị năm 1972 mùa hè đỏ lửa, tôi đã bay những phi vụ tản thương nhiều nhất. Những bãi đáp như là Hải Lăng, Động Ông Đô. Tôi đã vào bốc bao nhiêu thương binh, tử sĩ trong suốt trận chiến lâu dài khốc liệt. Trong trận này, tôi cũng gặp một người chết sống lại trong một phi vụ tải thương của sư đoàn dù. Vừa đáp trực thăng, đem thương binh, xác chết ra, chuẩn bị bay chuyến kế tiếp. Tôi lại nhìn thấy trong hàng dài pông xô bọc xác người bên cạnh phi đạo. Có một pông xô đang lúc lắc quậy lung tung. Tôi nhanh chóng gọi anh lính nhảy dù, tháo pông xô ra. Đó là người lính sống lại. Chúng tôi vội vàng cất cánh, không biết chuyện xảy ra như thế nào. Số phận của người lính dù. Vùng hỏa tuyến, thời tiết khắc nghiệt, mưa rầm rề, mây mù che phủ thường xuyên, gây trở ngại cho phi công cùng phi hành đoàn. Có một lần chúng tôi đang ngồi chơi bài trong biệt đội ở Phú Bài. Vì thời tiết xấu, tất cả mọi phi vụ đều được hủy bỏ. Nhưng có một đại úy nhảy dù đến tận biệt đội, nhờ di tản thương binh gấp vì đơn vị đang đụng nặng và thương binh quá nhiều. Chúng tôi đồng ý giúp, cất cánh mở đèn pha, bay sát theo quốc lộ 1. Đến nơi sẽ đổi hướng bay vào bãi đáp tận trong dãy Trường Sơn. Trong những trận đánh nóng bỏng, có ngày tôi di tản lên đến hàng trăm thương binh về quân y viện Nguyễn Tri Phương, Huế. Quân y viện này không đủ chỗ chứa, phải để thương binh nằm dọc hai bên đường, rên la thảm thiết. Mặt trận nơi phía nam, quân đoàn 1 Quảng Nam, Quảng Ngãi, do sư đoàn 3, sư đoàn 2 bộ binh chịu trách nhiệm. Chúng tôi bay cho các đơn vị bạn đóng quân dọc theo dãy Trường Sơn. Những chi khu như là Thường Đức, Trà Bồng, Sơn Hà, Ba Tơ, Gia Vực, Minh Long vân vân, nhiều tiền đồn biên phòng bị địch quân tràn ngập, biết bao thương binh tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Một lần tôi bay phi vụ tải thương cho một tiền đồn thuộc quận Đại Lộc, đang bị địch pháo kích, nhiều thương binh. Tôi lấy tọa độ bay vào vùng với hai trực thăng võ trang gunship hộ tống. Vào gần đến tiền đồn, chuẩn bị đáp theo trái khói màu vàng đánh dấu. Địch lại pháo kích dồn dập, cố tình không cho di tản thương binh. Trên tần số liên lạc, rời vùng vì pháo kích, tôi bay lướt qua trên đầu căn cứ, thấy người lính mang máy truyền tin ra dấu hiệu khoát tay như là xua đuổi.
Tôi quyết định tạm thời rời vùng rồi bay trở lại cách khác, bay thật thấp sát đầu ngọn cây để tránh địch. Khi hai trực thăng võ trang bay cao tìm vị trí mấy khẩu súng cối của địch và hướng dẫn tôi bay vào bãi đáp bốc thương binh, tôi bay vào đến nơi đáp khẩn cấp, bốc thương binh nhanh chóng rồi vội vàng cất cánh. Nhìn mấy anh thương binh được vất lên sàn trực thăng nằm chồng lên nhau, rên la thảm thiết, tôi không ngăn được dòng nước mắt đang chảy xuống. Về đến nơi tôi đếm được con số kỷ lục 25 thương binh nằm chồng chất lên nhau. Đến đây, tôi xin kể lại một vài hình ảnh thương tâm cá nhân tôi đã chứng kiến và trực tiếp tham dự. Chúng tôi đã nhiều lần vào sanh ra tử cùng đơn vị bạn, giành lại mạng sống của từng thương binh ngoài chiến trường, nhưng vô tình đưa họ vào một kiếp sống có thể nói là khổ nhục nhất trần gian. Bản thân tôi đã bị ám ảnh về người thương binh quá nhiều, bao năm gian khổ trong nhà tù Cộng sản, tưởng rằng mình là người bất hạnh nhất, nhưng khi trở ra ngoài đời phải chứng kiến thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, phải lê tấm thân tàn phế đi ăn xin ở khắp đầu đường xó chợ, vì bị chế độ vô nhân đạo đang ngự trị trên quê hương đối xử phân biệt. Là người chiến binh hơn ai hết, chúng ta phải có trách nhiệm đối với anh em thương phế binh. Chúng ta có được ngày hôm nay là nhờ sự hy sinh của họ ngoài chiến trường. Đó là món nợ máu, xương, cấp bậc, địa vị của chúng ta có được trước đây. Một phần là nhờ xương máu của các thương binh rơi rớt lại trên chiến trường. Địa vị cấp bậc càng cao, trách nhiệm càng nhiều. Nhưng mấy mươi năm qua, được mấy ông đứng ra tổ chức, gầy dựng phong trào yểm trợ thương phế binh, chỉ nghe thấy các ông đề cao công trận hoặc là mưu đồ việc lớn. Chúng tôi rất ngưỡng mộ bà Hạnh Nhơn, một vị nữ nhi đã già yếu, đầu tóc bạc phơ, đã hết lòng tổ chức, gây quỹ trợ giúp thương phế binh rất thành công mấy năm gần đây. Nhưng thử hỏi, chúng ta phải đền bù biết bao cho vừa. Gần đây tôi lại nhận được sự ủy thác của Tổng hội cựu tù nhân chính trị, đảm trách phần hành, phụ tá Tổng hội đặc trách Ủy ban yểm trợ thương phế binh. Trợ giúp thương phế binh là do tâm nguyện cá nhân tôi đã thực hiện ngay từ bước đầu sang đất khách tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas. Nhờ người đồng hương hết lòng hỗ trợ nên kết quả rất khả quan. Qua cuộc họp khoáng đại, tôi đã nhận lãnh trách nhiệm nặng nề này của Tổng hội và hứa sẽ cố gắng thực hiện tốt đẹp hơn sau này. Chỉ rất tiếc là với khả năng và điều kiện hạn hẹp của mình sẽ khó được toại nguyện. Tôi xin quý khu hội cùng nhau gây phong trào gây quỹ yểm trợ tại từng địa phương. Theo kinh nghiệm hơn 10 năm qua, tôi thấy kêu gọi giúp thương phế binh đã được rất nhiều đồng hương sẵn sàng giúp đỡ vì việc làm đầy ý nghĩa và người cho luôn cảm thấy rất thoải mái. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp hồ sơ vì lâu nay đã liên tục tiếp nhận hồ sơ thanh lọc rất kỹ trước khi cho vào danh sách. Hiện chúng tôi còn lưu giữ khá nhiều. Kính mong quý đồng hương, quý chiến hữu hãy mở lòng từ tâm hỗ trợ cho việc làm đầy ý nghĩa này. Chúng tôi tin tưởng là bất cứ ai trong chúng ta cũng trợ giúp được ít nhất một hồ sơ. Cơ hội này cũng chẳng còn được bao lâu nữa vì tuổi đời chồng chất và thương tật đã cướp mất của chúng ta khá nhiều thương binh. Địa chỉ liên lạc: Phan Văn Phúc, 1829 Lantana Drive, Garland, Texas 75040. Phan Văn Phúc, Kinh Bi 219, khóa 65F2. Bài viết thứ hai của anh Phúc có tựa đề là Đỉnh núi Bạch Mã, phi vụ tiếp tế cuối cùng. Từ thành phố Đà Nẵng theo quốc lộ 1 lên đèo Hải Vân, nhìn về hướng Tây Bắc, chúng ta sẽ thấy một ngọn núi cao nằm trong dãy Trường Sơn. Đỉnh núi này cao khoảng 5.000 bộ, thường bị mây trắng che phủ. Đặc biệt đỉnh núi có hình dáng như yên ngựa, nên ngọn núi có tên là Bạch Mã. Đỉnh Bạch Mã trước đây là một căn cứ nghỉ mát rất lý tưởng thời Pháp thuộc. Thời gian và chiến tranh tàn phá đã biến tất cả căn cứ nghỉ mát thành một cứ điểm, chiến lược, tối quan trọng, nên ta và địch tranh nhau chiếm giữ. Hai kẻ thù cùng nhau một cứ điểm cách nhau chẳng bao xa, thường xuyên bắn qua lại, khuấy phá hoặc gọi nhau thách đố mặc dù đã có lệnh ngưng bắn từ lâu. Có lần tôi được biệt phái yểm trợ hỏa lực cho đơn vị bạn đóng trên đỉnh Bạch Mã, bị địch đột kích gây tổn thất. Trên hai đỉnh yên ngựa là hai đơn vị bạn, một đại đội địa phương quân và một đơn vị sở công tác nha kỹ thuật Lôi Hổ. Phi đoàn trực thăng 219 chúng tôi thường xuyên biệt phái cho đơn vị nha kỹ thuật thiện chiến này.
Thuở xưa có một tuyến đường giao thông lên tới đỉnh núi, nhưng chiến tranh tàn phá, cây rừng bao phủ, không còn sử dụng được nữa. Mọi thông thương liên lạc đều bằng phương tiện trực thăng. Bạch Mã là một điểm chiến thuật quan trọng nên Việt Cộng phải luôn tìm cách lấn chiếm dần dần. Chúng dùng hỏa lực phòng không bao vây, khống chế đỉnh núi. Gần một tháng không phi vụ nào bay vào được để tiếp tế cho căn cứ vì hỏa lực phòng không của địch quá mạnh. Lương thực khô cạn dần, binh sĩ suy nhược, mất tinh thần chiến đấu. Biệt đội 253 chúng tôi đang nằm ứng chiến trong phi trường Phú Bài. Buổi sáng sớm tôi được lệnh từ Đại tá Không Đoàn Trưởng đưa biệt đội về đáp ở núi Đá Bạc cạnh quốc lộ 1, hướng đông đỉnh núi Bạch Mã. Chúng tôi được tăng cường thêm 5 chiếc Slick, tức là trực thăng chở quân, và 2 gunship là trực thăng võ trang từ Đà Nẵng bay ra. Tôi sẽ hướng dẫn hợp đoàn 7 trực thăng chở quân, đồ tiếp tế, 4 trực thăng võ trang, trang bị đầy đủ và thực phẩm khô, quân đội là lương khô, tiếp tế khẩn cấp. Cán bộ chỉ huy tiền phương quân đoàn 1 do Trung tướng Lâm Quang Thi chỉ huy và bộ chỉ huy sư đoàn 1 không quân tập trung tại núi Đá Bạc chờ ban lệnh xuất phát. Trên bầu trời có một phi cơ quan sát L-19 bay bao vùng, dùng máy phóng thanh kêu gọi phía Việt Cộng tôn trọng lệnh ngừng bắn để chúng tôi bay vào tiếp tế lương thực cho đơn vị bạn. Tuyệt đối không dùng hỏa lực nếu không chấp hành lệnh ngừng bắn. Chúng tôi sẽ cho phi cơ chiến đấu oanh kích, thả bom nát khu vực xung quanh đỉnh núi. Khi loa phóng thanh dứt lời, nhiều phi tuần phản lực F-5A-37 cất cánh từ phi trường Đà Nẵng bay ra thị uy, tiếng động cơ phản lực gầm thét vang trời. Có lẽ vì khó tin được Việt Cộng, Bộ Chỉ huy Hành quân ra lệnh cho riêng chiếc trực thăng của tôi chở 10 bao gạo 50kg bay vào thử lửa đầu tiên cùng 2 trực thăng võ trang bay theo hộ tống. Tôi bay lên đỉnh núi, phải thi hành lệnh mà lòng ngổn ngang trăm mối. Liệu địch quân có tha mạng mình không? Bị bắn rớt giữa rừng thế này có ai vào cứu được mình không? Chẳng lẽ mình phải làm vật tế thần cho bọn khát máu vô thần? Tôi điều khiển trực thăng, bay lên gần tới đỉnh núi, bỗng nghe tiếng súng AK rồi tiếng lốp bốp đạn trúng vào thân phi cơ khá nhiều. Lúc đó hệ thống âm thanh truyền tin bị gián đoạn. Tôi cố gắng bay lên tới đỉnh núi cho phi cơ đạp nhanh xuống 10 bao gạo, rồi quay đầu bay về. Vì đằng trước đạn lửa của địch bắn lên đầy trời, mà ở lại cũng khó sống. Tôi nhìn về phía sau trong bụng phi cơ, lính tráng phe ta leo lên lúc nào, đã gần đầy trực thăng. Thoát được, đáp xuống an toàn, cả phi đoàn mừng như chết đi được sống lại. Tất cả 14 lỗ đạn tiểu liên AK để lại trên thân tàu làm kỷ niệm. Trục trong chóng đuôi trúng đạn gần đứt lìa, nếu phải bay thêm có lẽ sẽ bị rơi như chuồn chuồn gãy cánh. Tôi bay về đáp xuống, vị tư lệnh tiền phương kêu gọi tất cả vào ẩn núp trong hầm, để cho nhiều phi tuần phản lực vào oanh kích tan nát khu vực xung quanh đỉnh núi. Hết đợt các phi tuần phản lực oanh kích, bộ chỉ huy ra lệnh cho đại úy Thọ hướng dẫn hợp đoàn bay lên. Nhưng hỏa lực phòng công của địch vẫn còn mạnh, nên phi vụ hủy bỏ. Lệnh cuối cùng cho binh sĩ trên đỉnh Bạch Mã tùy quyền tìm đường rút lui, cố tránh bom đạn đánh phủ đầu quân địch lần cuối cùng. Chúng tôi đứng nhìn ngậm ngùi, thương xót cho các chiến hữu phải cố gắng tự mưu sinh thoát hiểm, tránh né cả bom đạn của mình. Tôi thăm dò hỏi thăm tin tức sau này, được biết riêng đơn vị nha kỹ thuật về đến Đà Nẵng được hơn một nửa. Căn cứ trưởng lúc đầu là Thiếu tá Nguyễn Hải Triều, sau này trong phi vụ cuối cùng, hình như là Đại úy Minh. Chuyện này tôi không được biết nên lúc bay vẫn cứ gọi ông Triều. Kính xin anh em, nha kỹ thuật, có ai biết rõ chiến sử Bạch Mã, xin ngỏ lời ôn lại kỷ niệm đau thương. Hiện ở Dallas có Trung úy Ngợi, một chiến sĩ, nha kỹ thuật tôi thường gặp trước đó, Bạch Mã. Bài viết thứ 3 cũng của anh Phan Văn Phúc có tựa đề là Bò Đá, ký sự trong tù. Ngày 30 tháng 4 lại đến, chợt dậy trong tôi một niềm uất hận đau thương, có lẽ không bao giờ xóa nhòa được. Mãi đến bây giờ tôi xin được kể lại một vài kỷ niệm đớn đau của chính bản thân mình trong lao tù Cộng sản. Kính mong mọi người, nhất là anh em cựu, tù nhân cải tạo cảm thông và cùng hồi tưởng lại thời gian khổ nạn của chúng mình, góp phần định hướng tương lai. Đà Nẵng chúng tôi đã tràn ngập loài quỷ đỏ ngày 29 tháng 3 năm 1975, tức là trước Sài Gòn một tháng.
Suốt một đêm dài thức trắng để ẩn núp mà nghe đạn pháo kích nổ khắp nơi, nhất là hướng phi trường thân yêu của mình. Lúc trời sáng tỏ thì ngỡ ngàng đón nhận những cái bia sống đang hò hét đầy đường. Khen ai khéo vẽ sao mà thật giống, mũ cối, răng hô, những tấm bia bằng xương bằng thịt sờ sờ trước mặt. Tiếc rằng mình đã bị bức tử phải giã từ vũ khí từ đây. Là một phi công, chuyện lái phi cơ bỏ chạy vào Nam đối với tôi khá dễ dàng. Nhưng vì quá tin tưởng và phục tùng mệnh lệnh tuyệt đối, nên giờ này phải phó thác sinh mạng của mình cho kẻ thù, cùng chung số phận với biết bao đồng đội phải âm thầm rơi lệ lúc bầu nhiệt huyết còn trào sôi, mà phải đành thua cuộc khi trận chiến chưa tàn. Chúng tôi bị lùa vào các trại tù mà chúng dùng mỹ từ là trại cải tạo. Tôi bị đưa vào trại Tiên Lãnh, một trại tù cải tạo khét tiếng nằm sâu trong dãy Trường Sơn, rừng thiêng nước độc, chướng khí bao phủ quanh năm, biết bao người vỡ mộng bỏ xác trên đường trốn trại. Tôi cũng đã có ý định táo bạo này nhiều lần, nhưng không thể thực hiện được, đành phải chấp nhận, chịu đọa đày đã hơn 5 năm qua. Trại Tiên Lãnh chứa gần 1.000 người, hầu hết là sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, những người con yêu của đất nước, của chế độ tự do. Trại chia ra làm nhiều đội, tôi thuộc đội nhà Ri, có thể gọi là một hỏa lò đúng hơn, vì bao quanh bởi mái tôn, vách sắt bằng rỉ sắt. Đến mùa hè nóng gần như nứt da, mùa đông thì lạnh cóng. Sống trong hỏa ngục này suốt mấy năm dài, với bữa ăn không đầy chén cơm độn, thử hỏi còn gì thân xác. Hơn nữa chúng tôi vừa bị kỷ luật đóng cửa hơn một năm qua, nên đã suy nhược thèm khát cùng cực. Những người không có thân nhân thăm nuôi càng tệ hại hơn. Thật là một chính sách trả thù tàn ác, hiệu nghiệm vô cùng. Bỏ đói chúng tôi đôi khi đến kiệt sức mà ai cũng muốn được đi lao động. Vì chỉ có đi lao động mới có cơ hội cải thiện, tức là kiếm cái gì đó để ăn thêm. Nhưng cải thiện linh tinh thì bị kiểm thảo, thọ hình không nhẹ. Tôi là một trong số gần phân nửa của đội được từ từ cho đi ra ngoài lao động. Vừa được mấy hôm nên sức lực còn rất yếu. Tôi cũng khâu vá được một cái túi cải thiện khá to, mang lủng lẳng bên vai, nhìn chẳng cân xứng tí nào. Chúng tôi đói và thèm khát đến độ gần như không từ một sinh vật hay một cây cỏ nào cả, cứ dồn đại vào túi, càng đầy càng tốt. Thời gian đã qua lâu, nhưng vẫn còn hằn sâu trong ký ức tôi một buổi sáng mùa đông lạnh buốt. Sau hồi kẽn báo thức, ẩn hiện trong sương đêm, từng đoàn người mệt mỏi lê thân ra sân trại, một đoàn người ăn mày đúng hơn, quần áo tả tơi, vai mang túi, tức là túi cải thiện, thân thể gầy gò, da tái xanh, ánh mắt lạc thần. Ai có thể ngờ được bao hình ảnh oai hùng trước kia đã tàn tệ như thế này. Họ đã trả một giá quá đắt cho nợ núi sông, đời lính gian khổ rồi đến tù tội đọa đày. Đội chúng tôi trông thảm thương nhất nhưng lại có vẻ hăng say lao động hơn cả. Ai cũng giành xếp hàng trước, chỉ vì muốn chạy trước ra hố rác ngoài cổng trại. Buồn thay, đàn bò đang đứng gặm nhấm kho lương thực rất quan trọng của mình. Có rất nhiều sắn vụn, chỉ cần hốt về rửa sạch, cậy từng miếng li ti, chỉ cần một chén khuấy ra cũng được cả nồi súp chia nhau húp, vài chén là ngủ được yên giấc. Vừa ra khỏi trại, chúng tôi thi nhau chạy ùa đến hố rác, bất kể bùn nhơ, ướt át. Tôi lăn bừa vào, vừa đẩy đàn bò vừa cào rác vào túi cải thiện cho mình. Chợt một cú đá như trời giáng làm tôi ngã lăn, gần nín thở dưới chân một con bò. Nước mắt tuôn trào, đau buốt cả người nhưng vẫn cố hốt thêm cho càng đầy túi cải thiện càng tốt. Không phải chỉ riêng cho mình mà cho cả vài người bạn thân thương cùng ăn chung, còn bị kỷ luật trong đội mong chờ. Tôi cố gắng đau, khòm người chạy nhanh theo đội trước sự la hét của tên công an dẫn giải. Không khéo sẽ bị ăn đòn. Ghì chặt túi rác bên mình mà quên hết cả đớn đau. Nghĩ rằng đêm nay sẽ có được một vài chén súp yên bụng nhờ túi sắn vụn này. Lê bước đi một đoạn đường tự dưng nước mắt lại tuôn trào. Vì ai mà mình phải giành ăn với loài cầm thú? Nỗi oan nghiệt này bao giờ mới được giải thoát? Chúng tôi đã chịu đựng một chính sách đầy đọa tàn độc nhất trần gian. Không sánh bằng loài cầm thú, có chết đi cũng còn manh chiếu rách, vài mảnh gỗ tạp, vùi lấp trong góc núi ven rừng nào đó là xong. Trái lại một con bò, con heo chết thì cả trại công an xôn xao vì bị khiển trách, phần vì tranh phần chia thịt.
Tôi nhớ có một lần, không biết vì vô tình hay cố ý, ông trưởng ty thú y tên Kháng của chúng ta Việt Nam Cộng Hòa thiến làm sao mà cả đàn bò được đi đời hết cả. Thế là cán bộ chỉ huy trại như đưa đám, cán bộ ty lên xuống liên tục, không biết để điều tra hay là để chia thịt. Trại viên được ít của thừa, nhưng tội cho ông Kháng bị kỷ luật cùm chân dài hạn, đến độ sau này bị tê liệt cả hai chân vì tội cố tình phá hoại tài sản xã hội chủ nghĩa. Một hôm tôi tình cờ phát hiện và nảy sinh một ý tưởng khá lý thú. Tôi ngồi giải lao trò chuyện với anh bạn chăn bò, nhìn ra xa thấy xuất hiện đàn bò cùng mấy ông công an đang di chuyển. Chợt nghĩ sao chúng giống nhau quá, từ màu áo, màu da và cả những cái đầu, đúng là ngu như bò. Từ đó về sau tôi truyền khẩu cho dùng mật hiệu coi chừng bò để báo động khi có công an đến, hoặc đôi khi tức giận mượn bò để chửi bọn công an cho đỡ tức. Hôm khác anh bạn tôi lùa bò về chuồng, dùng roi vừa đánh vừa la hét, chửi rủa vang cánh đồng. Chúng tôi ngầm hiểu ý, thích thú cười vang. Hình như công an đoán được phần nào thâm ý của anh bạn, nên ngày hôm sau anh bị gọi về trại khiển trách xong, đưa vào nhà kỷ luật vì tội đánh bò quá nặng tay. Thêm một lần tôi gặp đại nạn với lũ bò đội lốt công an chỉ vì một lý do tranh cãi nhỏ mà bọn tù hình sự, tức là thành phần bất hảo ngoài đời gồm 6-7 tên, vây đánh tôi bằng cuốc xẻng. Vì tự vệ tôi phải đánh trả, bị vài đòn khá đau, tôi hăng tiết chụp cây đòn gánh quần thảo với chúng một trận khá đẹp mắt. Các bạn thân tù chính trị chẳng ai dám vào can thiệp, vì qua kinh nghiệm, nếu có sự cấu kết đánh nhau là khổ cả đám, chúng sẽ khép vào tội phản động khác. Tên công an dẫn giải lúc đầu còn đứng nhìn thưởng thức, nhưng sau thấy tình trạng có thể xảy ra án mạng, lên cò súng nhảy vào ngăn cản. Nhận thấy tôi vì tự vệ nên phạt nhẹ, đứng cầm hai cục đá trên hai tay đưa ra hai bên. Hình phạt tuy nhẹ nhưng cũng là cực hình, mồ hôi toát ra như tắm, mặt đỏ bừng. Hai tay đưa lên hết nổi, để cho tên công an luôn miệng la hét. Chợt có hai tên công an khác đi ngang qua, chúng nói chuyện nhỏ to, rồi đứng ba góc, đánh tôi như đánh hình nộm. Tôi ngã lăn xuống đất, máu phun ra đầy người, nằm co cố thủ, nhưng chúng vẫn thi nhau đá đạp, cho đến khi tôi ngất đi mới thôi. Cả đội nhìn tôi thương hại rơi nước mắt nhưng đành câm lặng. Tôi được lôi vào nằm bên cạnh hiện trường, mọi người vẫn phải tiếp tục lao động. Đến chiều vài người dìu tôi về trại bình thường như nhiều thảm cảnh khác xảy ra thường xuyên ở trại. Bị loài bò đội lốt người đá cho một trận, tôi nằm liệt hơn nửa tháng, phải nhờ các bạn bên ngoài lén chuyển thuốc trụ sinh qua thùng phân hàng ngày mới bình phục dần. Toàn thân tôi vẫn còn đau nhức, được lệnh chuyển trại đi không nổi, phải đem theo hành lý cá nhân. Tôi lại bị la hét đánh đập suốt đoạn đường. Thưa các anh, đó là vài hình ảnh dã man trong trăm ngàn đòn thù khác của các trại cải tạo. Làm sao chúng ta không khắc cốt ghi tâm cho được? Người chính nhân quân tử phải ơn đền nghĩa trả, còn sống được đến ngày hôm nay, biết bao ân tình chúng ta phải đền đáp. Oán thì phải oán trách ai đây? Suy cùng nghĩ cạn, tôi oán trách những tên ngu xuẩn đã chọn lầm chế độ để tôn thờ. Một chế độ cộng sản vô nhân đạo đã khiến đất nước Việt Nam nhỏ bé của chúng ta đã phải bán thân bất toại sau Hiệp định Geneva năm 1954 và tê liệt toàn thân sau năm 1975. Có lẽ trong sử Việt đã ghi, dù bất cứ lý do nào, ít nhiều, chúng ta đã có tội với Tổ quốc vì đã là người cầm súng lại để đất nước mình lọt vào tay loài quỷ đỏ. Giá mà lâu nay chúng đưa được Việt Nam ta tiến bộ, muôn dân được yên bình thì chúng ta cũng cam tâm chịu làm người thua cuộc. Nhưng trái lại, sau 1/4 thế kỷ, chúng đã biến Việt Nam trở thành một trong những quốc gia nghèo đói nhất trên thế giới. Người ngu luôn giữ chính sách ngu dân, hay muốn giữ câu châm ngôn, bỏ đói để dễ trị, cả trong tù lẫn ngoài đời. Thời gian đã qua khá lâu để chúng ta kiểm nghiệm và nhận thức rõ ràng, một chế độ bất nhân sẽ phải suy tàn. E rằng chúng ta không còn dịp được chứng kiến vận nước đổi thay. Tuổi già, sức yếu, nhưng có được nhiều kinh nghiệm, không để cho chí hướng mai một trong kiếp sống thừa. Không còn khả năng dấn thân, hãy cùng nhau cố gắng truyền đạt cho thế hệ mai sau. Che già, măng mọc, hỡi các bạn trẻ đã công thành danh toại, có lẽ các bạn đã thấy đất nước đã và đang đi về đâu. Chúng tôi tin tưởng và cầu mong sự đóng góp xây dựng của các em cho đất nước. Cây chùm gửi chẳng phải là cây.
Trên đây chỉ là vài hình ảnh đau thương của chính bản thân tôi, còn biết bao nhiêu khổ hình khác khắp các trại tù mà mỗi người tù nhân chính trị chúng ta đã chịu chung một số phận. Có lẽ không bút mực nào tả hết. Chúng ta hãy ghi lại càng nhiều càng tốt để vạch trần dã tâm của loài quỷ đỏ. Và đó cũng là những kinh nghiệm quý báu cho thế hệ mai sau. Tôi đã hai lần bị bò đá, một lần thập tử nhất sinh của ba tên bò đội lốt công an, ảnh hưởng đến nội thương, nhất là buồng phổi, phải chạy chữa khá nhiều trước khi sang đây. Và mãi đến giờ này vẫn còn đau nhức mỗi lần trở trời trái gió, nhưng rồi cũng qua dần đi. Trái lại cú đá của chú bò vì giành ăn nơi hố rác, tuy đau đớn nhất thời, nhưng nỗi đau này lại hằn sâu trong tim óc tôi, có lẽ không bao giờ phai. Các bạn vừa nghe xong 3 bài viết của tác giả Phan Văn Phúc. Thiên Hoàng xin gửi lời cảm ơn đến anh Phan Văn Phúc đã gửi những bài viết cho chương trình đọc truyện của Thiên Hoàng K. Thiên Hoàng xin tạm biệt và gặp lại các bạn trong những bài viết khác.